Xin rộng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cũng như là tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong chương trình liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020. Và lời nói đầu tiên cho phép đội văn nghệ xung kích Đại học Duy Tân sẽ được gửi đến tất cả quý vị ban giám khảo, quý vị khách quý lời chúc sức khỏe cũng như là chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, chiến tranh để lại biết bao đau thương mất mát không thể nào kể hết. Hình ảnh kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, vợ xa chồng, con mất cha, đất nước chìm trong mưa bom bão đạn, và có lẽ những đau thương mất mát đã là một nguồn động lực to lớn cho sự đoàn kết, quyết tử để Tổ quốc được quyết sinh. Và chắc chắn hình ảnh đó luôn là một sợi dây vô hình để những người trẻ như chúng tôi được tiếp nối, được thêm yêu và trân quý với những gì mà ông ta đã hy sinh cho đất nước. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Bản hùng ta bất tử với các tác phẩm Chiến đấu vì độc lập tự do, sáng tác Phạm Tuyên. Liên khúc Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, sáng tác Nguyễn Văn Tý. Người mẹ miền Nam tay không đánh giặc, sáng tác Thuận Yến. Người mẹ của tôi, sáng tác Xuân Hồng. Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, sáng tác Nguyễn Văn Thương. Thơ Tố Hữu. Chương trình nghệ thuật chỉ đạo thực hiện Đảng ủy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Duy Tân. Tổng đạo diễn Phạm Trung Tuyên. Dàn dựng thanh nhạc Hữu Đức. Biên đạo Mai Châu. Trình bày đoàn viên sinh viên Đại học Duy Tân. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và hướng ánh nhìn về phía sân khấu. Và chương trình xin được phép bắt đầu. Chiến đấu vì độc lập tự do, lời hiệu triệu luôn vang vọng trong tâm khảm của mỗi người con Việt Nam khi tổ quốc lâm nguy. Trong những năm 1979, khi tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác nên ca khúc Chiến đấu vì độc lập tự do. Bài hát như một lời thôi thúc, một sự quyết tâm giữ gìn trọn vẹn từng tấc đất biên cương của tổ quốc. Tình súng đã vang trên bầu trời biên giới, còn toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới. Quân xâm lược ngày trước ra mặt đã sải xéo mảnh đất tây phương, đã chảy máu đổ đã đổ trên khắp dải biên cương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trên mình còn lắm vết thương. Người vẫn nhìn làn da trên trường vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người. Được viết nên bởi các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Quân Hiến, Trịnh Công Sơn, Xuân Hồng, có thể nói là những bản hùng ca bất tử ca ngợi người mẹ Việt Nam, mẹ hùng vương và hào trong con, mẹ kiên cường vững trái trước bom đạn quân thù, mẹ là huyền thoại, là dân tộc Việt Nam. Trong tay là nơi con người với tình yêu quê hương đất nước lên thành công.
Thank you.
Chương trình thành công thắng lợi.